Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh khi mà khép lại phiên giao dịch cuối tuần này, tăng hơn 30 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ tăng là 1,22%, hiện tại đứng ở mức 2.512 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm mạnh, giao dịch ở mức 100,68 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng đứng ở mức 63.756 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,804% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng mạnh, đóng cửa tuần này ở mức 74,96 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng mạnh mẽ trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam là do Chủ tịch Fed ông Jerome Powell chính thức cho biết đã đến lúc cắt giảm lãi suất điều hành đồng bạc xanh. Ông Powell nhấn mạnh thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, triển vọng và mức độ cân bằng rủi ro, lạm phát đã giảm đi đáng kể và thị trường lao động đã hạ nhiệt. Ông Powell cũng tin tưởng vào nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm. Ngay sau thông tin này, đồng đô la Mỹ đã lao xuống mạnh, hỗ trợ cho các tài sản khác là chứng khoán và vàng tăng giá mạnh. Chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm mạnh. Thông tin này kênh cũng đã gửi tới quý vị và các bạn ngay ở phần đầu của bản tin. Đồng đô la Mỹ rẻ đi giúp cho các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng bởi chi phí đầu tư đã giảm mạnh. Dòng tiền đã chảy vào cả thị trường chứng khoán khi mà Chủ tịch Fed cho biết việc nới lỏng chính sách tiền tệ để nền kinh tế Mỹ sẽ không suy thoái mà hạ cánh mềm. Theo giới chuyên gia nhận định, Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới đây. Đồng đô la Mỹ sẽ còn giảm giá trị trong giỏ thanh toán thế giới và điều này còn hỗ trợ cho vàng cũng như các tài sản khác tăng giá. Tuy nhiên thì nhà đầu tư cũng nên thận trọng phân bổ dòng tiền vào các tài sản đầu tư tránh rủi ro. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo Ricardo Egorita, nhà phân tích cấp cao tại ActiTrade cho rằng bài phát biểu này sẽ là bệ phóng cho chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed, thậm chí có thể kéo dài đến năm 2025 và đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới là 3.000 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo bà Ruth Crowell, tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Vàng Thỏi London, nhấn mạnh vai trò quan trọng của vàng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đặc biệt trong những thời kỳ thị trường biến động mạnh, dữ liệu lịch sử có thể thấy vàng đã thể hiện khả năng bảo vệ tài sản hiệu quả trong các cuộc khủng hoảng như Covid-19 hay là khủng hoảng ngân hàng gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC tạm thời vẫn không có thay đổi về giá. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì được điều chỉnh tăng nhẹ trở lại. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 79 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang ở mức rất cao, ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này hiện tại đang được áp dụng cho hầu hết các hệ thống kinh doanh còn lại, chỉ có riêng hệ thống vàng Mi Hồng chiều mua vào cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại 1 triệu đồng trên một lượng, đang được mua vào mức 80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9, giá nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, phiên này tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 77,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,4 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào mức 77,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,50 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,23 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,43 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào mức 77,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào ở mức 77,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,40 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin.
Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.780 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.150 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi mà đóng cửa ngày hôm qua bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 30 đồng trên 1 đô la Mỹ cho cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.200 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.280 đồng trên 1 đô la Mỹ. Hiện tại thì không có thay đổi sau khi mà đã giảm 50 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên 1 lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên 1 chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Phú Quý SCC mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Mi Hồng SCC mua vào 8 triệu, bán ra 8.100.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Tiếp theo là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì duy trì đà tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.710.000, bán ra 7.840.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.710.000, bán ra 7.850.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.695.000, bán ra 7.795.000. Tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.517.800.000, bán ra 7.717.800.000. Tăng 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 5.611.800.000, bán ra 5.861.800.000, tăng 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 4.309.900.000, bán ra 4.559.900.000. Vàng 10K mua vào 3.015.800.000, bán ra 3.265.800.000. Nhẫn tròn bột số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji mua vào 7.720.000, bán ra 7.840.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Nhẫn tròn bột số 9 Phú Quý mua vào 7.710.000, bán ra 7.840.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.